Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một điểm hẹn hết sức quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những cái góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Tuần vừa rồi thì nếu mà nói về thị trường DeFi thì có một cái hiện tượng vô cùng đặc biệt, và cũng lâu lắm rồi thì chúng ta mới chứng kiến một cái hiện tượng đặc biệt như vậy. Thì hiện tượng đó là gì và cái ảnh hưởng của nó như thế nào trong cái bối cảnh sắp tới của thị trường DeFi cũng như là thị trường crypto nói chung, thì đó sẽ là chủ đề của tập tuần này. Tuy nhiên là trước khi giải mã và tiết lộ về cái chủ đề đó thì như thường lệ chúng ta sẽ chào đón một gương mặt, một người đồng hành hết sức quen thuộc của DeFi Discussion. Hello, xin chào Tiến, và rất vui khi lại có cơ hội để ngồi nói chuyện với Tiến trong DeFi Discussion tuần này. Xin chào anh Nguyên cùng với những cái khán giả đang nghe DeFi Discussion tuần này. Thì rất là vui khi mà mình lại được có cơ hội ngồi đây trò chuyện cùng với anh Nguyên xoay quanh những cái chủ đề liên quan tới thị trường DeFi cũng như thị trường crypto trong một tuần vừa qua. Thì cái chủ đề mà hồi nãy mình có gọi là đè ngõ ở trong cái phần intro, thì nếu như mà anh em thường hay sử dụng cái website của Etherscan để ứng dụng nó trong cái quá trình mà gọi là thử nghiệm sản phẩm của mình hoặc là tương tác ở trên các hệ sinh thái DeFi, thì tuần vừa rồi cũng thấy Etherscan họ cũng có thay đổi một cái nhỏ nhỏ ở trên cái giao diện của họ. Đó là cái việc mà họ để cái phần thập phân cho cái mức giá gasway của họ ở trên giao diện. Tức là hồi trước thì chúng ta chỉ thấy là những cái số nguyên thôi, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 gì đó. Nhưng mà bây giờ thì họ để thêm cả những cái phần thập phân, nó phải phải rất là nhiều, tới 3 cái số thập phân ở phía sau. Và cái chi tiết nhỏ đó như vậy nhưng mà nó phản ánh lên một cái hiện tượng như mình có đề cập hồi nãy, đó là một cái hiện tượng mà lâu lắm rồi thì chúng ta mới thấy, đó là cái gasway bây giờ nó giảm về cái mức mà dưới một way, đúng không? Thì có lúc thì chúng ta thấy là nó cũng không phải mấy, 0.8, 0.9 gì đó. Thì đây là một cái hiện tượng mà thực sự là lâu lắm rồi á, cũng mới thấy. Thì chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho Tiến, có thể là một vài anh em sẽ thấy hơi nhàm chán với cái vấn đề này, đó là cái câu hỏi về ba cái lý do, nhưng mà tuần này thì chúng ta vẫn sẽ bắt đầu với cái câu chuyện đó, với cái câu hỏi đó, đó là ba lý do mà lý giải cho cái hiện tượng phí gas nó có cái con số nó khá là độc lạ như vậy ở trong tuần vừa rồi. Thì có thể là cái câu hỏi này nó hơi công thức một xíu, nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải bóc tách ha, bóc tách trước khi là chúng ta đi sâu vào từng cái vấn đề trong cái chủ đề này. Thì ba lý do theo Tiến nó là cái gì? Thì đúng là như theo anh Nguyên nói, thì trong cái tuần vừa rồi, vào khi mà cái Ethereum Scan họ công bố, họ ra mắt cái việc mà chỉnh cái phí gas về có chỉ số thập phân đó, thì đúng là lần đầu tiên thì mình cũng được thấy là cái phí gas về dưới cả một ha. Thì lướt Twitter thì có khá là nhiều những cái post họ chôn hoặc là họ nói về cái việc là cuối cùng thì Ethereum cũng đạt được tới cái khả năng gọi là scale kiểu như vậy. Thì thì mình nếu mình nói để chọn ra ba lý do để giải thích về cái tình trạng chung hiện nay, mà mình nghĩ là nó cũng đã kéo dài được khoảng đâu đó khoảng 1-2 tháng rồi. Thì thứ nhất thì mình đang nghĩ là nếu nói một cách tổng quát thì cái thị trường crypto của chúng ta nói chung thì đang trải qua một cái giai đoạn nói chung là tương đối gọi là nhàm chán, đúng không? Sau cái khi mà những cái vụ việc cái sự kiện ví dụ như là Bitcoin ETF được thông qua, rồi gần đây nhất là Ethereum ETF được thông qua, và nó đã không được đạt được như sự kỳ vọng của phần lớn những cái nhà đầu tư trong thị trường. Và do đó thì chúng ta trải qua một cái đoạn sideways cũng như là nhàm chán, rồi mọi người không có khá là nhiều những không có nhiều những cái hoạt động để làm, thì nó dẫn đến một cái tình trạng chung là những cái hoạt động, những cái activity on chain nó bị giảm đi, và dẫn đến khi mà thì không có cái những nhiều hoạt động thì phí gas nó giảm là một cái điều xảy ra sau đó. Cái lý do thứ hai mà mình nghĩ đó chính là mặc dù trong cái giai đoạn ở thời điểm hiện tại này ấy, nói riêng và trong từ giai đoạn khoảng mình nghĩ là từ đâu đó khoảng từ năm ngoái cho tới thời điểm hiện tại rồi, thì Ethereum cũng như là phần lớn những cái layer 2 khác trong thị trường ở thời điểm này ấy, thì đều họ không có quá nhiều những cái gọi là những cái consumer app đáng chú ý cho người dùng. Đúng, về mặt cơ sở hạ tầng đồ chúng ta có xuất hiện khá là nhiều những cái dự án nó nổi bật,
Nhưng mà về cái khía cạnh mà consumer app á, ví dụ như mình đang nói tới một số những cái khía cạnh, ví dụ như GameFi này hoặc là những cái dự án tương tự như vậy, nó hướng tới người dùng, hoạt động cho người dùng á, thì nó đều không thể hiện được quá nhiều, không có quá nhiều những cái dự án nổi bật. Yeah, và bên cạnh đó thì những cái dự án mà mình hay gọi là những cái dự án mà layer 2 để chúng ta kiếm point rồi farming kiểu như vậy á, thì cũng đã ra mắt cái token của họ rồi. Ví dụ như chúng ta có ZK này, chúng ta có Blast này đó, thì yeah, nó vô tình chung là nó khi mà không còn quá nhiều những cái dự án nổi bật để làm nữa thì yeah, những cái hoạt động đó như mình đã nói bên trên, những cái hoạt động on chain nó bắt đầu cũng sẽ giảm dần, và điều đó dẫn đến một cái cục là cái fee gas nó giảm bởi vì không có quá nhiều người dùng nữa. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói đến khía cạnh là về mặt kỹ thuật một xíu. Thì vào khoảng tháng 3 năm nay chúng ta có bản cập nhật gọi là Denken đúng không? Và chúng ta có một cái EIP là 4844. Điều này nó cho phép là những cái layer 2 nó giảm được một cái lượng lớn cái chi phí data availability khi mà họ gửi cái state root về L1. Thì thì điều này nó theo mình nghĩ thì nó sẽ góp phần làm cho cái việc mà nó giảm những cái hoạt động chính chủ yếu trên L1, và nó vô tình là kéo một số, mình không nói là nó sẽ nó tác động đến bao nhiêu, tác động như thế nào nha, nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có khi mà phí gas trên L2 nó giảm tương đối nhiều đó, thì nó sẽ thu hút một cái bộ phận người dùng. Ví dụ như các bạn muốn swap một số những cái token hay là các bạn muốn làm cái gì đó thì các bạn sẽ qua L2 làm, bởi vì nó sẽ rẻ hơn kiểu như vậy. Thì thì nó vô tình tạo ra cái việc là những cái hoạt động, một số những cái hoạt động trên thường ngày hay diễn ra trên L1 thì nó sẽ diễn ra trên L2 kiểu như vậy. Trong một cái tập về gas limit á, thì nếu mà anh em quan tâm về cái chủ đề mà gọi là chi tiết hơn của các cái cấu thành nên cái gas, thì cũng biết là các cái thao tác ví dụ như là swap và borrowing là hai cái thao tác mà nó sẽ ngốn rất là nhiều gas unit, tức là cái đơn vị tính toán nhiều nhất. Thì giống như tiến nói là sau Denkun thì thứ nhất là Denkun nó làm cho layer 2 rẻ hơn, thì bắt đầu người ta sẽ dịch chuyển dần lên, người ta thực hiện những cái thao tác swap ở trên layer 2 nhiều hơn, đúng không? Thì đâu đó nó cái lượng gas tiêu tốn nó sẽ ít lại ở trên layer 1, và từ đó nó sẽ kéo cái nhu cầu để đấu giá cái phí gas nó thấp xuống, thì từ đó nó cũng ảnh hưởng đến cái quay ở trên layer 1 là như vậy. Rồi chưa kể là chúng ta thấy là khi mà ít cái hoạt động như vậy rồi mà còn thêm cái việc là cái DA nó cũng được cắt giảm nữa, thì nó cũng thêm một cái lý do nữa khiến cho Ethereum là cái sự đấu giá, cái nhu cầu về đấu giá trên Ethereum, đấu giá ở đây chúng ta nói là đấu giá phí gas ha, bằng cái đơn vị quay, thì nó cũng giảm xuống, thì cũng là một cái lý do. Tất nhiên là chúng ta sẽ vẫn bắt gặp một vài cái hiện tượng nó đột biến, ví dụ như là trong cái đợt mà thanh lý thứ hai cách đây khoảng 1-2 tuần gì đó, thì vì cái hoạt động thanh lý này nó liên quan trực tiếp đến các cái thao tác lending và borrowing, thì cũng là một trong những cái thao tác mà nó ngốn rất là nhiều phí gas. Thì ở trong cái cột mốc đó thì chúng ta cũng thấy là cái gas quay ở trên Ethereum nó cũng đội hẳn lên là 100-200 quay, nhưng mà cái sự kiện đó nó khá là mang tính đột biến, và nó chỉ là gọi là một cái cột mốc thôi. Còn nhìn chung như chúng ta bóc tách nãy giờ thì cũng có thể thấy là khi phí gas bây giờ nó rất là thấp ở trên Ethereum như vậy. Ok, thì có một cái xu hướng khác mà chúng ta cũng dễ dàng thấy được ở trong tuần vừa rồi, đó là cái việc mà các cái layer 2 họ cũng dần hỗ trợ những cái đơn vị token khác để dùng cho cái việc trả phí ở trên cái mạng lưới của họ. Chúng ta có thể thấy là cái Arbitrum Orbit đúng không? Thì họ cũng hỗ trợ là dùng cái USDC để chi trả, tức là những cái chain nào sử dụng cái bộ công cụ Orbit này thì có thể dùng USDC để chi trả phí gas ở trên mạng lưới của họ, hoặc thậm chí là họ cũng có thể sử dụng nhiều những cái ERC20, những cái native token của dự án họ để hỗ trợ trả phí nữa. Kronos ở bên bên cái bộ công cụ của ZKSync thì cũng có những cái cách tiếp cận như vậy. Thì chúng ta rõ ràng là thấy là đây là một cái xu hướng gần như là nó sẽ xuất hiện. Tất nhiên là ở hiện tại thì chỉ có một vài cái hiện tượng đơn lẻ như vậy thôi, nhưng mà có thể tương lai thì chúng ta sẽ bắt gặp cái hiện tượng này nhiều hơn. Vậy thì tín nghĩ đâu là cái lợi ích và cái hạn chế của cái cách tiếp cận này so với cái giai đoạn trước Denkun nha? Tại vì
chúng ta hãy lấy Dankun là một cái cột mốc để so sánh, bởi vì nó làm thay đổi cái cấu trúc sản phẩm của cả layer 1 và layer 2. Thì đâu là cái lợi ích của cái cách tiếp cận này ở giai đoạn hiện tại và kể cả hạn chế nữa? Thì thật ra đối với lại về mặt khía cạnh của người dùng á, thì cái việc mà sử dụng một cái token khác để mà trả phí gas cho những cái hoạt động mà mình sử dụng trên on-chain á, thì thực ra không phải là một câu chuyện mới nữa. Trước đây thì Stuxnet hoặc là ZK cũng đã sử dụng rồi, với cái việc mà họ ứng dụng cái Paymaster vào trong việc mà sử dụng USDT hoặc là USDC đối với ZK, và còn bên Stuxnet thì họ sử dụng là USDC để làm một cái phí gas trả thay cho Ethereum, trả thay cho ETH. Còn đối với lại Arbitrum Orbit thì theo mình nghĩ á, cái việc mà Arbitrum Orbit cho phép những cái dự án và là những cái ERC20 token được sử dụng vào cái chơi phí gas của mình, nó là một cái bước đệm, là cái bước mình nghĩ nó sẽ giống như cái bước đệm, một cái bước đầu tiên để mà những cái dự án sau này họ có thể sử dụng cái native token của mình cho cái việc mà trả phí, đúng không? Bởi vì cái hướng đi nó sẽ là như thế này. Giống như mà các bạn đang làm một dự án, mình sẽ lấy một dự án về GameFi cho nó gần gũi ha. Mà các bạn đang muốn làm một dự án về GameFi đúng không? Các bạn sẽ muốn, khi mà các bạn loan cái token của dự án, cái loan token của mình, thì các bạn sẽ muốn tìm một cách nào đó để các bạn giữ được cái utility cho cái token của mình, để giữ giá cho token của mình không bị đâm quá nhiều đúng không? Không bị xả ra thị trường quá nhiều khiến cho giá nó bị giảm. Thì đây cái việc mà đây sẽ là một cái bước đệm giúp cho những cái dự án sau này mà sử dụng Arbitrum Orbit, là giống như một cái layer 3 họ xây dựng trên Arbitrum đúng không? Thì là họ có thể là sử dụng cái token đó để sử dụng cho cái phí gas khi mà họ khi mà người chơi hoạt động trên dự án mà sử dụng Arbitrum Orbit đó, thì nó phần nào đó nó sẽ tạo ra một cái demand cho chính cái native token của bên phía dự án, và từ đó là nó sẽ giúp kiểu em nói nhiều người hay nói kiểu đỡ giá kiểu vậy nó. Thì đó là một cái khía cạnh mà chúng ta có thể nhìn nhận như vậy. Thì đó là cái quan điểm của mình về cái việc mà sử dụng Arbitrum Orbit sử dụng cái cho phép sử dụng những cái ERC20, bước đầu sử dụng những cái ERC20 token và cái việc là cơ chế phí gas. Có một cái ý này cũng khá là hay, tức là mình vẫn có được cái dòng tiền vào cái native token, nhưng mà cái đầu ra về cái mặt chi phí của các cái chain này, ví dụ như là các cái chi phí về DA đúng không, hoặc là những cái chi phí gửi proof về layer 1 chẳng hạn, thì cái chi phí gửi proof thì không nói, nhưng mà cái chi phí DA nó được cắt giảm rất là nhiều sau Dankun, và cái dự án họ sẽ không phải chịu một cái áp lực là phải quy đổi về Ethereum nhiều như hồi xưa. Tại vì Dankun á, trước Dankun thì chúng ta biết là cái chi phí nó cũng khá là lớn, cho nên là các cái dự án họ sẽ chú trọng cái việc là thu tiền trực tiếp bằng Ethereum luôn. Thì khi mà thu bằng Ethereum thì họ cầm Ethereum họ trả lại cho L1, thì họ sẽ không chịu cái rủi ro về biến động tỷ giá. Nhưng mà nếu như mà họ dùng cái native token để họ thu phí ở trên layer 2 chẳng hạn, thì khi mà họ phải chi trả cái phí DA lại cho Ethereum á, thì họ phải có một cái bước quy đổi. Và nếu như mà cái tỷ giá nó biến động quá là nhiều, khi mà họ phải quy đổi về Ethereum nó mắc hơn chẳng hạn, thì nó cũng là một cái hao hụt khiến cho nhiều dự án họ lo ngại ở cái giai đoạn là trước Dankun, khi mà cái DA nó vẫn là một cái phần chi phí nó khá là lớn trong cái hoạt động của họ. Thì cũng có thể là một cái lý do tại sao mà các cái dự án layer 2 hiện tại họ cũng dần dịch chuyển theo cái hướng là sử dụng cái native token, bên cạnh cái việc là cái lợi ích như Tín có nói hồi nãy là cũng khá là rõ ràng. Ok, thì tất nhiên thì vẫn còn có một số những cái khía cạnh khác mà chúng ta cũng cần phải nói đến đúng không? Về mặt chúng ta là người dùng thì rõ ràng cái việc mà chúng ta sẽ không phải luôn luôn lưu trữ một ít cái phí gas gọi là ít trong cái ví của mình để trả cho những cái hoạt động on-chain nữa. Thì giờ đây chúng ta có thể sử dụng trực tiếp những cái token, token ví dụ như mình đang nói cái ví dụ về GameFi đúng không? Chúng ta earn được những cái token đó thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp cho cái việc mà trả gas luôn. Thì đó là một cũng là một cái lợi ích về mặt khía cạnh của chúng ta người dùng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn ở một cái khía cạnh khác, đó chính là chúng ta nhìn về cái hướng mà người ta đang làm business model, ví dụ như của L1 với L2 đi, thì cái việc mà chúng ta không mua ít để làm gas nữa và mà trực tiếp thay vào đó là chúng ta trực tiếp sử dụng cái native token luôn, thì nó sẽ làm một phần nào đó nó sẽ làm giảm cái demand của người dùng đối với lại cái việc mà sử dụng ít như là một cái phương tiện mà trả cho phí gas.
Và ok, đó là bản thân của chúng ta, bản thân của một người dùng đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta nhân rộng ra cả hàng triệu, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người dùng, thì rõ ràng đây là một con số rất là lớn và nó sẽ giảm đi một cái phần nhu cầu sử dụng cái ít trong cái việc mà trong cái việc mà chúng ta sử dụng blockchain hàng ngày đó. Và thế mình nghĩ đó là một cái khía cạnh nó không quá là mấy, gọi là viễn cảnh không quá là mấy tốt đẹp đối với lại là L1, bản thân của L1. Còn những cái đối với lại những cái layer 2, ví dụ như là Arbitrum đi, thì thì bạn là họ sẽ chịu một cái tiếng người ta gọi là, dạo này chúng ta vẫn thường hay thấy đó, chính là họ bị mang tiếng gọi là đang vampire Ethereum, tức là họ đang cố tìm mọi cách để extract cái value từ Ethereum sang cái hệ sinh thái của Arbitrum, những cái hệ sinh thái của L2 đó. Thì đó là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng cần phải xem xét đến trong cái việc ngoài cái việc là người dùng nó tiện lợi hơn trong cái việc là sử dụng native token chạy với gas, thì đó cũng là một cái cạnh chúng ta nên cần phải chú ý đến. Ok, Tín có đề cập một cái câu chuyện mà nó cũng không phải là mới, và mạng xã hội X thì họ cũng tranh luận rất nhiều về cái câu chuyện này rồi, đó là cái câu chuyện mà L2 ăn mất thị phần của L1. Nhưng chúng ta xét trong cái bối cảnh hiện tại ha, đặc biệt là sau Dan Kun cũng khoảng 5-6 tháng gì đó, thì bắt đầu chúng ta có những cái dữ liệu nhiều hơn rồi, và chúng ta cũng phần nào hình dung được cái bối cảnh hiện tại rõ hơn so với cái giai đoạn trước đó. Thì chúng ta chỉ có gọi là dự phóng thôi, đoán xem thử là cái thị trường nó sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng mà sau một cái giai đoạn mà cũng 5-6 tháng rồi, khi mà chúng ta có đủ cái dữ liệu để nhìn lại, thì nếu mà nói về cái câu chuyện là L2 có ăn mất thị phần của L1 hay không, thì góc nhìn của Tiến là sẽ là như thế nào? Và nếu như mà để chọn ra một cái con số thống kê để chứng minh cho nhận định đó, thì Tiến sẽ chọn cái con số nào? Thì cái câu chuyện về cái việc mà L2 đang ăn mất thị phần của L1 nói chung là cũng phải là một cái câu chuyện mới trên Twitter nữa, trong khoảng thời gian đâu đó khoảng một năm trở lại đây nữa rồi. Thì theo mình nghĩ, cá nhân mình nghĩ thì đây là một cái ý kiến nó khá là đúng ở thời điểm hiện tại. Bởi vì nếu mà phải lấy ra một số thống kê á, thì theo mình có xem một cái dashboard ở trên Dun về cái việc mà layer 2 rollup economic, bao gồm những cái blockchain rollup ví dụ như là Blast này, Base này, Optimism này, ZK, Arbitrum kiểu vậy, là phần lớn những cái layer 2 lớn ở thời điểm hiện tại. Thì nếu mà các bạn xem ở trong này thì các bạn có thể thấy là trước cái, chúng ta lấy thời điểm Dan Kun làm mốc nha, thì trước cái thời điểm mà Dan Kun diễn ra, thì đúng theo anh Nguyên nói là cái chi phí mà cái chi phí DA, cái chi phí mà gửi những cái stay root về cho L1 của những cái layer 2 này nó tương đối là lớn. Và nếu mà mình nghĩ, nếu mà mình theo mình tính toán không nhầm thì nó đâu đó sẽ, chi phí này nó sẽ chiếm đâu đó khoảng 70%. Thì mình nghĩ là sẽ đâu đó khoảng 60-70% cái lợi nhuận thực tế mà cái layer 2 đó kiếm được. Thì rõ ràng thì sau cái thời điểm Dan Kun thì cái chi phí này, nếu các bạn nhìn thấy nó sẽ giảm gần như là, mình nghĩ đâu đó khoảng 90, hơn 90%. Thì những cái, đối với lại những cái blockchain layer 2 mà sau cái thời điểm đó mà vẫn duy trì được cái lượng là on-chain activity cao, giống như là Base chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là cái profit margin của họ nó khá là cao, bởi vì cái chi phí mà họ phải bỏ ra dành cho L1 nó không còn nữa. Thì thì rõ ràng có thể thấy khi mà họ những cái L2 này nó vẫn duy trì được cái lượng người dùng cao như vậy, thì họ sẽ kiếm được một cái lợi nhuận cao hơn, đúng không? Một cái lợi nhuận cao hơn mà đáng ra cái cục lợi nhuận đó nó sẽ phải trả về cho L1, tức là gần như là họ không mang quá nhiều được cái value về cho L1 nữa, mà họ sẽ gần như giữ lại cái value đó cho mình. Bởi vì theo cái công thức, đúng không, chúng ta lấy doanh thu chúng ta trừ đi chi phí và lợi nhuận, đúng không, mà khi mà cái chi phí giảm đi rồi thì cái lợi nhuận đương nhiên là nó, cái lợi nhuận giữ lại nó sẽ tăng lên. Và giống như Arbitrum DAO là họ đang có kế hoạch là phân bổ lại cái lượng mà lợi nhuận, cái cục lợi nhuận dôi ra này sau khi mà sau cái khoảng thời gian đến cân này dành cho các AWS staker, đúng không? Giống như là Arbitrum DAO thì họ đang có dự kiến là sẽ phân bổ lại cái lượng lợi nhuận dôi ra này là đâu đó khoảng 45 triệu dành cho cái việc là staking native token, staking ARB trong khoảng thời gian tới. Theo mình nghĩ thì nó sẽ làm tăng lên cái demand đối với lại những cái native token của những cái L2 này. Thì nó giống như là một cái kiểu mà nó, thì mình nghĩ là nó đang extract cái value từ L1 về cho cái L2. Thì cái quan điểm của mình thì nó câu chuyện nó đang giống, thực sự là nó không phải ăn mất thị phần của L1 nữa. Bởi vì cái câu chuyện về thị phần nó khá là nhiều thứ để nói, nhưng mà mình đang nói là câu chuyện là L2 nó đang
extract cái value mà đáng lẽ họ phải đưa về cho L1 để về cho bản thân họ. Thì đó là cái quan điểm của mình. Thực ra có một cái vấn đề như thế này, đó là nếu như mà ở cái góc nhìn của mình thôi nha, là nếu như mà xét về cái câu chuyện về dòng tiền từ phi á, thì chúng ta thấy là bây giờ phi đổ về Ethereum nó bị phân lẻ ra rất là nhiều ở trên các cái layer 2. Tuy nhiên là sau cái giai đoạn mà chúng ta thấy restaking nó trở thành xu hướng, thì cái mình tạm gọi là cái cấu trúc sản phẩm ở trong tất cả các cái hệ sinh thái của Ethereum, kể cả layer 2, thì cái cấu trúc sản phẩm nó đã phần nào thay đổi, tức là cái dòng tiền bây giờ đổ nó sẽ không phải đổ về Ethereum theo cái đường là người ta phải mua để trả phi nữa. Tức là bây giờ Ethereum nó sẽ trở thành một cái, mình không biết dùng cái từ này nó có gây nhiều tranh cãi không nha, nó sẽ trở thành một cái tài sản để nó có thể được khóa lại, và nó cung cấp những cái dịch vụ khác, những cái utility khác, những cái ứng dụng khác bên cạnh việc trả phi. Ví dụ như là cụ thể như chúng ta nói hồi nãy là cái vấn đề về restaking, thì cái dòng tiền nó đổ vào Ethereum theo cái mục đích là một cái tài sản, và nó tạo ra cái dòng yield từ hoạt động của các cái ABS trong restaking chẳng hạn, thì nó cũng là một cái sự thay đổi mà chúng ta có thể thấy được đối với cái cấu trúc sản phẩm của Ethereum ở thời điểm hiện tại. Họ cũng có những cái dịch chuyển như vậy để gọi là ứng phó với cái việc là cái câu chuyện nãy giờ chúng ta nói, đó là cái việc là cái dòng tiền từ phí giao dịch nó bị đẩy hết sang cho layer 2, thì cũng sẽ có một cái sự dịch chuyển trong cái mô hình của Ethereum trong thời gian tới là như vậy. Tức là họ sẽ vẫn sẽ thu được cái dòng tiền, nhưng mà nó thu về dưới dạng là một cái mục đích khác, thay vì là cái mục đích phi như chúng ta cũng thường thấy ở các cái mạng lưới blockchain, đúng không? Rồi thì sẵn tiện chúng ta đang nói về cái câu chuyện AVS và restaking, thì tuần vừa rồi cũng có một cái xu hướng nó cũng gây rất là nhiều tranh cãi, đặc biệt là sau khi cái động thái của Eigenlayer, họ cũng cho biết là họ sẽ hỗ trợ sử dụng những cái token khác để gọi là đóng góp vào cái security thay vì chỉ là dùng cái Ethereum như trước đây nữa. Thì đây là một cái chiến lược mà Symbiotic, một cái đối thủ của Eigen, họ cũng thực hiện trước đây rồi. Nhưng mà bây giờ thì khi mà Eigen thực hiện thì bắt đầu nó cũng dấy lên nhiều những cái tranh cãi, ví dụ như là tại sao phải dùng một cái token khác bên cạnh Ethereum để làm tài sản restaking nữa. Thì cái câu chuyện nó cũng y chang như cái việc là layer 1, layer 2 á, thì đây có phải là một cái xu hướng nó sẽ làm thay đổi cái cấu trúc sản phẩm của Ethereum trong thời gian tới hay không? Bởi vì bản thân Ethereum, bản thân restaking nó đã làm thay đổi cái định hướng của Ethereum từ một cái mạng lưới là thực hiện execution sang một cái mạng lưới base layer rồi. Thì trong thời gian tới, khi mà cả những cái ERC20 token nó được sử dụng làm tài sản restaking, thì liệu chúng ta có chứng kiến một cái sự thay đổi mới về cái cấu trúc vận hành của Ethereum trong thời gian tới nữa hay không? Thì Tín nghĩ sao về cái câu chuyện này? Đây là một cái chủ đề nó khá là nổi bật trong khoảng thời gian vừa qua ha. Cái câu chuyện về cái việc mà Eigenlayer cho phép là sử dụng những cái loại tài sản khác, đặc biệt là ERC20 token và cả là những cái native token của những cái AVS để có thể sử dụng làm tài sản restaking nữa, thì theo mình thì đây là một cái có hai cái khía cạnh mà chúng ta cần phải xem xét trong câu chuyện này. Thứ nhất là như anh Nguyên nói là những cái dự án đang cạnh tranh trực tiếp với lại là miếng bánh của Eigenlayer, thì hiện tại chúng ta có Symbiotic, đúng không? Symbiotic họ vừa mới thông báo về cái chương trình mà DevNet của họ vào tuần vừa rồi á, thì cái chiến lược này của Eigenlayer theo mình cảm giác, theo quan điểm cá nhân của mình, là họ đang muốn đi trước Symbiotic một bước, tức là họ đang muốn tránh để cái việc mà Symbiotic nó tiếp tục lại nó sẽ bởi vì Eigenlayer đang có một cái TVL rất cao thời điểm hiện tại rồi, và Symbiotic nó vẫn chỉ đang dừng ở đoạn DevNet mà thôi, thì họ đang muốn hạn chế cái việc mà Symbiotic nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với mình nhiều nhất có thể. Bởi vì cái việc mà sử dụng những cái tài sản ERC20 token và đặc biệt là những cái native token của những cái dự án AVS, nó tạo ra một cái sự gọi là linh hoạt trong cái việc chỉ sử dụng những cái loại ETH hoặc là staking ETH hoặc là kiểu như vậy, thì nó tạo ra cái sự linh hoạt đối với lại những cái dự án. Và những cái dự án đó thì nó sẽ tạo ra cái sự linh hoạt, và những cái dự án chắc chắn họ sẽ prefer hơn trong cái việc là được xây dựng trên hệ sinh thái của Eigenlayer rồi. Thì đó là cái khía cạnh thứ nhất. Và cái khía cạnh thứ hai thì theo mình nghĩ thì đây cũng là một cái bước đi để giúp họ là mở rộng cái hệ sinh thái của mình hơn. Thì nó giống như cái việc mà nếu mà các bạn để ý trong khoảng thời gian gần đây á, thì một số những cái dự án layer 2 lớn ở thời điểm hiện tại như là Optimism này hoặc là Plus,
họ đang muốn gọi là họ đang muốn tách mình ra khỏi cái việc liên quan quá nhiều tới Ethereum, tức là họ đang muốn marketing vị thế của bản thân không còn là chỉ còn là một cái layer 2 của Ethereum nữa. Giống như là Optimism họ muốn phát triển thành một cái hệ sinh thái super chain kiểu như vậy. Thì thì đó là một cái xu hướng mà nhiều những cái dự án khác, mặc dù là mình cũng cái bản thân mình quay qua để bản thân mình nó mình cũng không thích những cái xu hướng này đi cho lắm, nhưng đó là một cái hướng đi của những cái dự án lớn. Họ không muốn align quá nhiều vào một cái chủ thể nữa mà họ đang muốn tạo ra cái sự độc lập cho hệ sinh thái của riêng mình kiểu như vậy. Ừ, tức là họ vẫn sẽ có một cái cách tận dụng tài nguyên có sẵn nhưng mà đâu đó vẫn sẽ độc lập và đóng góp lại một cái lượng giá trị đóng góp lại thì mình chưa bàn đến cái câu chuyện là nhiều hay ít, nhưng mà vẫn sẽ có đóng góp lại cho cái base layer, cái nền ở phía dưới, đúng không? Đúng rồi. Rồi thì ok, thì quay trở lại cái câu chuyện phí gas một xíu đi. Thì cái phí gas thường chúng ta nhìn thấy có một cái giai đoạn mà nhiều anh em sun airdrop retro thì cũng rất là mong chờ cái giai đoạn là phí gas nó giảm, đúng không, để có một cái cơ hội để đi sun retro ở dưới layer 1 làm sao cho nó tối ưu nhất về mặt chi phí. Nhưng mà thời điểm hiện tại chúng ta thấy là phí gas mặc dù nó rất là giảm nhưng mà chúng ta thấy khá là ít những cái hoạt động sun retro đâu đó ở trên layer 1, và nó cũng gọi là gần như là chúng ta thấy cơ hội là phí gas nó giảm nhưng mà chúng ta cũng chưa thấy được một cái kế hoạch gì đó để tận dụng cái việc phí gas nó giảm như thế này để chúng ta sun airdrop. Thì không biết là từ góc nhìn của Tiến thì trong cái bối cảnh hiện tại thì có cái cơ hội nào để chúng ta tận dụng hay không, đặc biệt là khi mà phí gas nó giảm như thế này cũng là một cái hiện tượng nó hiếm gặp. Thì rõ ràng nhiều người giờ có thể thấy là cái việc mà phí gas giảm nó là một trong những cái cơ hội để chúng ta có thể thao tác trên mạng lưới Ethereum với lại một cái chi phí thấp, đúng không? Nhưng mà như mình đã nói hồi đầu cái podcast đó chính là ở thời điểm hiện tại thì theo mình đang chú ý đến là hệ sinh thái của Ethereum đang không có quá nhiều những cái dự án kiểu như consumer application, những cái consumer app nó thực sự là nổi bật để cho người dùng có thể hướng tới. Nếu mà chúng ta có thể thực hiện buộc phải thực hiện những tận dụng cái cơ hội này để làm cho active để có cơ hội nhận được airdrop khủng, thì theo quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ chú ý đến những cái dự án làm về AVS của làm trong hệ sinh thái của Azure Layer mà đang ở trong những cái giai đoạn ví dụ như là testnet hoặc là devnet. Thì thì bởi vì cái quan điểm cá nhân của mình á, thì nếu mà trong tương lai á, thì mình đã nói trong một số lần cái podcast trước rồi, restaking sẽ là một trong những cái chủ đề mà chúng ta sẽ còn nhắc lại khá là nhiều, bởi vì theo như anh, đúng như là anh Nguyên nói, nó thay đổi hoàn toàn những cái cấu trúc của Ethereum cũng như là cái lối chơi mà chúng ta đang chơi từ chu kỳ trước tới chu kỳ này. Thì mình sẽ tập trung vào những cái dự án mới đó, bởi vì em nghĩ đó đây sẽ là nơi mà có thể thu hút được dòng tiền khá là nhiều nếu mà khi mà những cái dự án này chính thức được ra mắt. Thì đó là cái chiến lược của mình, không biết là anh Nguyên sao nhỉ? Có thể thấy là Tiến, cái cách nhìn của Tiến thì sẽ đâu đó thiên về cái trường phái tăng trưởng, đúng không? Tức là nhìn về cái tiềm năng của một cái mạng là restaking thời gian tới thì nó sẽ có rất là nhiều những cái thông tin tích cực. Thì cũng là một cái cách tiếp cận, tận dụng cái gasway nó thấp ở thời điểm hiện tại để tập trung vào một cái mạng nó vẫn còn khá là tiềm năng là restaking. Còn cá nhân mình thì mình nhìn ở cái khía cạnh là giống như cái gas compute hồi nãy mình có nói á, tức là cái năng lực tính toán á, thì ở thời điểm hiện tại chúng ta nên tập trung vào, cá nhân mình thôi nha, không nhìn của mình, tập trung vào những cái thao tác mà nó ngốn gas nhiều nhất, ví dụ như là những cái borrowing chẳng hạn, đúng không, những cái sản phẩm về lending, rồi những cái ví dụ như là về định danh chẳng hạn thì nó cũng ngốn rất là nhiều gas. Cái gas này mà nhân với lại cái đơn vị quay thì nó sẽ ra cái tổng Ethereum chúng ta cần phải chi trả cho mỗi giao dịch. Thì khi mà cái quay nó thấp thì chúng ta phải tận dụng để chúng ta làm những cái thao tác mà nó có cái gas compute nó lớn để chúng ta đâu đó tối giản lại được cái chi phí mà chúng ta phải chi trả dưới dạng tính ra bằng Ethereum và cả bằng đô, đúng không? Thì cũng là một cái, tức là cái góc nhìn của mình là như vậy, tức là tận dụng cái quay như thế này để làm những cái thao tác mà nó ngốn gas nhiều nhất. Thì có thể nó sẽ là một vài cái gợi ý cho anh em. Không thì nếu mà anh em theo cái trường phái là chờ một cái tăng trưởng mạnh cho cái mạng restaking như Tiến thì cũng có thể luân chuyển một vài cái thao tác của mình sang cái mạng đó, thì cũng là một cái cách tiếp cận nó cũng rất là hay ở trong cái thời buổi mà phí gas nó thấp như thế này và chúng ta tận dụng cơ hội. Rồi thì chủ đề tuần này là một cái thứ gần như là rất là đơn giản, nhưng mà bọn mình hay so cái phí gas
bọn mình khi mà nói chuyện thảo luận với nhau thì hay so cái phía gas này giống cái giá điện ở trong một cái nền kinh tế vậy. Và cái lượng tiêu thụ điện ở trong một cái nền kinh tế thì dù nó rất là thầm lặng thôi, nó rất là ít người quan tâm, nhưng mà nó phần nào phản ánh được cái cấu trúc và cái hoạt động thực sự ở trên cái mạng lưới đó. Thì hy vọng là cái câu chuyện tuần này nó sẽ gợi mở cho anh em một vài cái góc nhìn mới, một vài cái góc nhìn rất là thú vị về một cái khái niệm mà rất là ít người để ý. Bởi vì chúng ta thường để ý nhiều đến những cái câu chuyện là tăng giảm, đúng không? Giá như thế này, rồi hôm nay có cái xu hướng gì, cái drama gì, thì những cái câu chuyện đó nó sẽ đâu đó sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng khi mà thị trường nó bắt đầu lắng lại một xíu thì chúng ta sẽ dành thời gian để nói về những cái thứ cốt lõi hơn một xíu, những thứ nó mang hạ tầng hơn một xíu, nó ẩn mình hơn một xíu, nhưng mà nó sẽ có những tác động rất là lớn ở trong tương lai, và nó có thể chi phối được rất là nhiều những cái xu hướng phát triển, những cái cấu trúc sản phẩm của các cái hệ sinh thái. Thì DeFi Discussion tuần này cũng nghĩ là cũng khá là dài rồi. Thì có lẽ là mình với Tiến sẽ xin phép dừng DeFi Discussion tuần này ở đây. Và bây giờ sẽ lời chào của Tiến gửi đến anh em đang nghe DeFi Discussion ha. Thì rất là vui khi lại được có cơ hội trò chuyện của anh Nguyên trong cái buổi DeFi Discussion tuần này ha. Thì đây là một cái chủ đề mình thấy nó mặc dù rất khá là đơn giản, nhưng mà trong cái thời điểm mà market nó tương đối là nhàm chán ở thời điểm hiện tại, thì thế mình nghĩ đây là một chủ đề nó khá là thiết thực đối với lại nhiều người. Ok rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, và hy vọng là anh em thích những cái chủ đề bọn mình chia sẻ trong DeFi Discussion tuần này, và chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Ok, bye bye anh em. Ok, bye bye anh em.